không quá khi nói rằng, du lịch Phú Quốc trong mùa hè vừa qua đã làm cho đảo Ngọc không còn lấp lánh. Tại buổi làm việc giữa chính quyền tỉnh với các doanh nghiệp, Hiệp hội Đầu tư Phát triển Du lịch Phú Quốc về cơ chế vé máy bay và giải pháp kích cầu du lịch của địa phương ngày 14 tháng 10, nguyên nhân du lịch Phú Quốc sụt giảm một phần do giá vé máy bay đến đảo tăng cao so với các địa phương khác. Theo bà Lê Thị Hải Châu, Tổng Thư ký Hội Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc, thời gian qua, du lịch Phú Quốc gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp thua lỗ. Cụ thể, dịp lễ 2 tháng 9, Phú Quốc chỉ đón hơn 19.000 lượt khách lưu trú, giảm gần 40% so với cùng kỳ và công suất phòng chỉ đạt khoảng 27%. Bà Châu kiến nghị các hãng hàng không cần bình ổn giá vé máy bay, còn doanh nghiệp sẽ có chính sách giá dịch vụ, phòng lưu trú phù hợp để khách đến Phú Quốc vui chơi thoải mái. Về việc giá vé máy bay tăng cao, đại diện hãng Vietjet Air cho rằng năm 2022, du lịch Phú Quốc bùng nổ, với mỗi ngày khoảng 40 chuyến bay, đỉnh điểm có khoảng 150 chuyến. Tuy nhiên, năm nay, du lịch Phú Quốc chậm hơn Đà Nẵng, khoảng 26 chuyến bay mỗi ngày, làm ảnh hưởng đến doanh thu của hãng và mức giá bán vé hiện nay. Đại diện hãng bay cho rằng phía doanh nghiệp cũng cần xem lại các sản phẩm cung cấp cho du khách, giá dịch vụ, chương trình, sự kiện, gói sản phẩm kích cầu du lịch. Để giữ chân khách hàng, chúng tôi sẵn sàng kích cầu cùng doanh nghiệp, địa phương để phát triển du lịch biển đảo Phú Quốc. Thành phố Phú Quốc có gần 30.000 phòng lưu trú, 800 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đa dạng phân khúc. Theo thống kê, khách đến Phú Quốc bằng đường bay chiếm khoảng 60%, còn đường tàu khoảng 40%. Hiện nay, hầu hết các chuyến bay, tàu đến Phú Quốc đều vắng khách. Bà Lâm Thị Diễm Trâm, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Du lịch và Sự kiện Đảo Ngọc Phú Quốc, nhận định, để kích cầu nguồn khách từ địa điểm khác, cạnh tranh với địa phương khác, thì Phú Quốc đang đưa ra 10 chương trình kích cầu. Ví dụ trước đây chúng tôi chỉ đánh mạnh sản phẩm 3 ngày 2 đêm, thì hiện nay tập trung đánh vào dòng sản phẩm lâu ngày hơn, ví dụ 4 ngày 3 đêm thì tặng 1 ngày đi 4 đảo. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng, Phú Quốc sẽ cần có những sự kiện tầm cỡ để thu hút khách quốc tế, thậm chí một gói ngân sách để mở thị trường. Tuy nhiên, với chiến lược của Phú Quốc, nếu là phục vụ đại trà cho nhiều khách hàng cùng một lúc, thì sẽ gặp rắc rối với bài toán thu không đủ chi. Về phía khách du lịch, hầu hết đều có trải nghiệm không tốt về dịch vụ ở Phú Quốc, nhất là giá cả, vé máy bay đắt đỏ, taxi lộn xộn, giá hải sản cao, biển không sạch sẽ, không có hình thức quản lý chung, nét hoang sơ đã không còn, mà bị thay bằng những công trình copy giả tạo. Khách du lịch cũng lấy Thái Lan ra để so sánh với Phú Quốc, cùng một nền giá vé máy bay, nhưng những sản phẩm khác đều lưu giữ được chân của khách du lịch. Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2023, Thái Lan đã đón 20.3 triệu du khách nước ngoài, trong đó phần lớn đến từ các thị trường châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm Trung Quốc, Malaysia và Ấn Độ. Ngoài việc miễn thị thực 5 tháng cho công dân Trung Quốc và Kazakhstan từ ngày 25 tháng 9 năm 2023 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024, Tết đang tối đa hóa tiềm năng tăng trưởng của thị trường châu Á-Thái Bình Dương bằng cách cung cấp sự tiện lợi của hệ thống liên lạc và dịch vụ kỹ thuật số thông qua thẻ SIM Amazing Thái Lan. Theo AIS, một nghiên cứu về hành vi du lịch cho thấy, sự phổ biến ngày càng tăng trong việc sử dụng tất cả các khía cạnh của dịch vụ thông qua các kênh kỹ thuật số, bao gồm giao dịch tài chính, đặt chỗ ở, mua sắm và các tiện ích công cộng. Du khách có thể tham gia vào chiến dịch chào mừng trở lại Thái Lan bằng cách sắp xếp chuyến đi cho Thái Lan với các đối tác của Tết ở châu Á và Nam Thái Bình Dương. Họ sẽ nhận được mã QR để đổi SIM miễn phí tại cửa hàng AIS ngay các sân bay ở Bangkok, Suvarnabhumi và Doan Mường, Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket và Samui. Sau khi SIM được kích hoạt, du khách sẽ được hưởng một loạt các đặc quyền du lịch. Chúng bao gồm bảo hiểm du lịch miễn phí từ bảo hiểm Bangkok, gói chào mừng từ Central Group, giảm giá mua sắm trực tuyến tại trang web và ứng dụng của KingPower, đặc quyền mua sắm tại các trung tâm thương mại của SIM PUA, SIM Center, SIM Discovery và SIM Paragon, giảm giá tại Singapark Chiang Rai, giá thuê xe tự lái đặc biệt tại Sika Rental, giảm giá cho các hoạt động du lịch từ ứng dụng Tac Thai và các ưu đãi đặc biệt từ Grab Thái Lan. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.